Xin chào anh em, hôm nay tôi đứng ở cái căn mà anh em chúng tôi đang thi công, có khoảng tầm 80m2, nó ở khu vực An Khánh, Hoài Đức này. Thì do cũng là trước đây là anh em cũng làm bên bất động sản, nhưng mà sau khi chốt được lời rồi và bây giờ thấy nhu cầu đất đai nó giảm sâu quá nên mọi người cũng đi mua và xây nhà để ở nhé, và cho thuê luôn. Sau khi mà dự kiến cái căn này thì cho thuê được khoảng tầm hơn 20 phòng, 5 tầng. Thì quý chị cùng theo dõi, và quý chị nào quan tâm đến bất động sản căn An Khánh, Hoài Đức và cần thi công, thiết kế thi công công trình nhé, thì có thể liên hệ với chúng tôi đó, và tôi sẽ đi vào bên trong để anh em biết chi tiết hơn đó. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé và theo dõi kênh nhé. Đây là 4m mặt tiền, sâu 20m, đã xong phần bể rồi, thợ bắt đầu nghỉ trưa rồi, 11 giờ nghỉ trưa. Đó, sâu bên trong. Đã đến giờ đi nghỉ. Căn này là mua cái giá siêu rẻ, đất ở khu vực An Khánh, Hoài Đức nhé, cái chỗ ngay cổng chào đằng sau thiên đường Bảo Sơn, rất là sâu, sâu là 20m, mặt tiền 4m, công năng sử dụng cũng rất là ok, cơ bản phần móng đã xong, phần cột dự kiến là phải 10 ngày nữa mới đổ sàn. Đây lại là số là thợ từ Thái Bình, Nam Định lên. Đây căn nhà bên cạnh, nó mua được cả sân vườn này, là một sân vườn thôi nhé. Đây, quý anh chị nào mà quan tâm đến xây và thiết kế thi công nhé, nhà ở khu vực Hà Nội thì có thể liên hệ với anh em chúng tôi nhé, tôi có thể hỗ trợ anh em. Đang là đường, đường hai làn đường ô tô tránh nhau. Dân cư ở đây kinh doanh buôn bán tốt. Dân trí ở đây thì cũng hơi nghèo một tí, nhưng toàn là chục đến 30 tỷ. Loanh quanh đây như căn này nó khoảng tầm 5 tỷ, xây xong hoàn thiện mà khoảng tầm 6 tỷ. Đất khoảng tầm 3 tỷ rưỡi 4 tỷ. Quý anh chị nào mà cần xây sửa bán thì có thể liên hệ với anh em tôi nhé.